Suy niệm mầu nhiệm năm sự sáng. Thứ nhất, Chúa Giêsu chỉ phép rửa tại sông Giô-đan. Chúng ta cầu xin ơn biết sống đẹp lòng Chúa. Ngày ấy Chúa Giêsu đến dòng sông Giô-đan để ông Gioan làm phép rửa. Ông Gioan ngạc nhiên và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Chúa Giêsu nói: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Ông Gioan hiểu và chiều theo ý Ngài. Ngay khi Chúa Giêsu chỉ phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, các tầng trời mở ra. Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Ngài. Lúc đó có tiếng từ trời vang vọng: "Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người." Chúa Cha hài lòng về người con, vì người con luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Đức Mẹ cũng làm hài lòng Thiên Chúa, vì Đức Mẹ xin vâng hoàn toàn. Sống đẹp lòng Chúa là tuân giữ các giới răn và thể hiện lòng thương xót. Chúa Giêsu nói: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ." Nhân từ là biết yêu thương, tha thứ, không xét đoán, không định kiến với bất cứ ai và còn phải vâng phục. Vâng phục là khiêm nhường, là chấp nhận, không ý kiến, không so đo, dù điều đó trái ý mình. Quả thật, cách vâng phục như vậy không dễ thực hiện chút nào. Còn chỉ vâng phục khi hợp ý thì có gì lạ đâu. Điều hợp ý mình thì rất dễ thực hiện, nhưng vì phải vâng phục mà làm theo điều trái ý mình thì quả là khó. Phải cố gắng, phải can đảm, phải khiêm nhường và phải thực sự từ bỏ chính mình. Vâng phục hay tuân phục là nhân đức quan trọng, vì Kinh Thánh đã xác nhận vâng lời trọng hơn của lễ. Thứ hai, Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Chúng ta cầu xin ơn vững tin vào quyền năng Thiên Chúa. Tại một đám cưới ở Cana miền Galilee, Chúa Giêsu được mời dự tiệc cưới này. Đức Mẹ và các môn đệ cũng được mời. Tiệc cưới đang vui nhưng rượu lại hết. Đức Mẹ tin ý nên biết sự cố này. Đức Mẹ liền nói nhỏ với con trai: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói: "Mẹ ơi, chuyện đó có can gì đến mẹ và con? Giờ của con chưa đến." Tuy nhiên Đức Mẹ vẫn tin tưởng và nói với những người lo đám tiệc rằng: "Hễ con tôi bảo gì thì quý vị cứ làm theo." Thật vậy, Chúa Giêsu đến chỗ nấu tiệc và bảo họ đổ nước lã và 6 chum đá. Theo thói tục người Do Thái, các chum đá này dùng vào việc thanh tẩy. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Họ làm theo yêu cầu của Chúa Giêsu, dù họ chẳng biết đổ nước đầy các chum để làm gì. Sau đó Chúa Giêsu bảo họ múc nước đó đem cho người quản tiệc. Kỳ diệu quá chừng, rõ ràng nước lã vừa đổ vào xong múc ra liền, thế mà lại hóa thành rượu, mà đâu phải rượu thượng, rượu hảo hạng đấy. Người quản tiệc gọi chú rể đến mà nói: "Ai cũng hết rượu ngon trước, khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Dĩ nhiên chú rể cũng chẳng biết gì, chỉ có mấy người múc nước đổ vô chum thì mới biết sự thể ra sao mà thôi. Đó là phép lạ đầu tiên trong cuộc đời sứ vụ của Chúa Giêsu. Cứ tính trung bình mỗi chum là 100 lít, vị chi 6 chum là 600 lít rượu. Rượu nhiều thế thì tắm cũng không biết, chứ nói chi đến uống, phải bán thôi. Hai vợ chồng trẻ này chắc chắn có ít vốn để làm ăn nhờ bán loại rượu lạ này. Đức Mẹ rất tinh ý, chỉ liếc mắt là biết người ta đang kẹt cái gì. Nhưng Đức Mẹ cũng rất tế nhị, không làm lớn chuyện, chỉ bí mật nói với Chúa Giêsu, chủ tiệc và chú rể hoặc thân nhân của chú rể, không hề nhờ vả gì. Thế mà Đức Mẹ vẫn giúp đỡ tận tình, giúp họ thoát khỏi thế bí. Chúng ta chân thành cầu xin Đức Mẹ, chắc chắn không phải thất vọng. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Thật vậy, mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin mẹ về không. Thứ ba, Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi thống hối. Chúng ta cầu xin ơn sửa đổi tâm hồn. Chính Chúa Giêsu đã mời gọi. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Qua lời Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta đang sống trong thời cuối cùng. Một phút qua đi là thời gian ngắn hơn một chút, nghĩa là càng gần thời điểm tận thế. Không ai biết lúc nào sẽ xảy ra khoảnh khắc đó. Vì thế, chuẩn bị sẵn sàng là thượng sách, giống như 10 trinh nữ vậy. Chuẩn bị và sẵn sàng bằng cách nào?
sám hối và cánh tân đời sống. Chúa Giêsu đã nói và Đức Mẹ cũng thường nhắc nhở, sám hối là chánh chỉnh đời sống, bỏ đường tà theo đường chính. Chúa Giêsu cũng nói với ông Simon Cùi về người tội lỗi khóc bên chân Ngài. Tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Nước mắt của người phụ nữ này đã làm trôi bao tội tày trời của chị. Chị sám hối nên được Chúa thứ tha, tức là chị đã thú tội. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến với bí tích hòa giải, bí tích của lòng thương xót. Thôi có nào cũng đừng thất vọng, gương các thánh minh đã chứng minh điều đó. Dimas, người trọng lành, Phêrô, Augustino, vân vân. Thành Ninive đã được tha thứ nhờ biết nghe lời ngôn sứ Jonah mà sửa đổi lối sống, bỏ tà theo chính. Và lại, Thánh Faustina Maria Kowalska, chính Chúa Giêsu đã minh định lòng thương xót của ta lớn hơn tội lỗi của con và của cả nhân loại. Thế thì đừng dại dột, đúng là ngu soạn mà cứ nằm lì trong vũng lầy tội lỗi. Hãy chứng minh rằng lời thú tội chân thành. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con, sạch hết lỗi lầm tội lỗi con. Xin Ngài thanh tẩy. Thứ tư, Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, chúng ta cầu xin ơn luôn biết lắng nghe lời Chúa. Khoảng một tuần sau khi tin báo cuộc thương khó lần thứ nhất, Chúa Giêsu đem theo ba môn đệ tiến cận, đem theo các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê cùng lên núi cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện, Ngài biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan Ngài chói lọi như mặt trời, và y phục Ngài trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy Môi-se và ông Elia hiện ra đàm đạo với Ngài. Các ông đã thấy lòng lâng lâng hạnh phúc, muốn làm ba lều cho ba người để các ông được tiếp tục sống trong niềm hạnh phúc kỳ diệu như vậy. Ông Phêrô nói, thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Thầy muốn, con xin dựng lại đây ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Như vậy, nghĩa là họ quên mình, không cần gì nữa, sao cũng được, chỉ cần lo cho ba vị kia thôi. Thế nhưng ông Phêrô đang nói thì chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Các ngươi hãy nghe vâng, vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông mà nói, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Ba môn đệ ngơ ngẩn sau cơn xuất thần, nhưng họ cảm thấy tiếc hùi hụi. Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm như đi trên thảm lụa. Cuộc đời không chỉ gập ghềnh với những ổ gà, ổ voi, mà còn theo leo đồi, vượt núi, băng ngàn, lướt sóng. Ôi thôi đủ thứ gian nan. Tabor là nơi nếm vị hạnh phúc, nhưng không thể ở mãi đó, mà phải tiếp tục leo cho tới đỉnh can vê sâu sầu thảm, đầy vết máu loang lổ. Chúa Giêsu đã nhắc nhở nhiều lần, chẳng lẽ không nghe? Mưa dầm thấm sâu, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Chúa Giêsu đã nói và làm gương rồi đấy. Thứ nhất là cầu nguyện, thứ nhì mới là hành động. Cầu nguyện là lắng nghe Chúa. Điều mà Chúa Giêsu nói là phần tốt nhất. Thật vậy, bác học André Marie Ampère, người Pháp, đã nói, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện. Thứ năm, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Chúng ta cầu xin ơn siêng năng lãnh nhận thánh thể. Trong bữa ăn mừng lễ vượt qua, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói, anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói, tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho môn người được tha tội. Rồi Ngài nói như lời trăn trối, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha Thầy. Bí tích thánh thể là bí tích thứ ba trong các bí tích khai tâm, thánh tẩy, thêm sức và thánh thể. Mặc dù chúng ta phải giữ luật rước lễ mỗi năm ít nhất một lần, luật buộc nhiệm vụ của mùa phục sinh,
Giáo hội khuyến khích chúng ta thường xuyên rước lễ, nên rước lễ hàng ngày nếu có thể. Rước lễ là tiếp nhận thánh thể để được sống dồi dào nhờ sự sống của Đức Kitô. Khi rước lễ, chúng ta ăn chính mình máu Chúa Giêsu Kitô. Nếu không thì chúng ta sẽ không có sự sống nơi mình. Tiếp nhận thánh thể là được tiếp thêm sức mạnh cả phần hồn và phần xác. Tuy nhiên, chúng ta hãy ghi nhớ lời căn dặn, cũng là lời cảnh báo của Thánh Phaolô rằng bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn mà uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Đón nhận thánh thể một cách bất xứng là tự chuốc lấy án phạt. Vĩ ngôn. Kinh Mân Côi là bản tóm lược của Kinh Thánh. Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi là suy niệm tin mừng. Kính chào Đức Mẹ, để Mẹ dẫn tới gặp con yêu dấu của Mẹ. Maria et Jesus. Như Mẹ đến với Chúa Giêsu. Một vị thánh đã có cách nhận định tuyệt vời. Chúng ta chào mừng Đức Mẹ bằng kinh kính mừng thì Đức Mẹ sẽ chào đón chúng ta bằng ơn phúc. Đức Mẹ luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhạc sĩ và thi sĩ, và họ cũng vui mừng kính chào Đức Mẹ Ave Maria. Về thơ, chúng ta có Ave Maria của thi sĩ Hàn Mặc Tử, tên thật là Francisco Nguyễn Trọng Trí. Maria linh hồn con ớn lạnh, run như run thành tự thấy long nhan, run như run hơi thở chạm tơ vàng, nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn chiều mến. Ở sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người xuống truyền tin cho thánh nữ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời. Về nhạc, chúng ta có bài Ave Maria của nhà soạn nhạc Charles Francois Gounod, người Pháp, Ave Maria của nhà soạn nhạc Franz Peter Schubert, người Áo, và Ave Maria của linh mục Vĩnh Hạnh, tên thật là Giuse Trần Phúc Hạnh. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi tan mau nắng chiều và khi sương đêm nặng rêu, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi trời ngập nắng hồng, bình minh em vui trời đông, con hân hoan lời ca mừng Ave Maria. Tháng Mân Côi, chúng ta cùng dâng lên Đức Mẹ lòng chân thành yêu mến, kính mừng Maria đầy ân phúc. Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.